Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 41 người. Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, không xảy ra tai nạn. Như vậy, trong 2 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 87 người. Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 32,8 tỷ đồng, tạm giữ 147 xe ô tô, 5.213 xe mô tô, 100 phương tiện khác, tước giấy phép lái xe 2.816 trường hợp. Trong đó, 4.049 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 3.741 trường hợp vi phạm về tốc độ, 178 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 41 trường hợp quá khổ giới hạn, 17 trường hợp vi phạm về ma túy.